da mồ hôi tay chân hay các bộ phận khác trên cơ thể như đầu, mình là tình trạng khá phổ biến ở nhiều người. Vấn đề này gây ra cho người bệnh cảm giác khó chịu và thiếu tự tin khi tiếp xúc với mọi người. Theo lý luận của y học cổ truyền, mồ hôi là chất dịch được chi phối bởi ba tạng, phổi, thận, tâm. Phổi chủ bì mao, quản lý đóng mở lỗ chân lông, do đó điều tiết được lượng mồ hôi. Vì vậy khi phổi bị nhiễm bệnh, ho, viêm phế quản thì mồ hôi đương nhiên xuất tiết rất nhiều. Thận chủ về nước là nguồn cung cấp chất dịch. Khi thận âm suy thì ảnh hưởng đến lượng mồ hôi. Tâm chủ tàng thần, ảnh hưởng chi phối hệ thần kinh thực vật. Lo lắng, chấn động đều làm tăng tiết mồ hôi. Khi thời tiết nóng bức, hoặc khi nô đùa cùng bạn bè, trẻ phải hoạt động nhiều từ đó bị ra nhiều mồ hôi thì đó là chuyện bình thường. Thế nhưng nếu không vận động hoặc khi thời tiết rất mát mẻ, trẻ em đang ngủ mà mồ hôi ra ướt nhèm, hoặc người lớn ở trong phòng có điều hòa hoặc trời mát mà vẫn bị ra nhiều mồ hôi thì đó không còn là vấn đề bình thường nữa. Tuy theo từng trường hợp nhưng những trường hợp trẻ em hay người lớn bị ra nhiều mồ hôi như vậy rất có thể đó là dấu hiệu bệnh lý. Đối với trẻ em, nếu không can thiệp kịp thời sẽ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ. Trẻ bị ra mồ hôi trộm thường hay bị ho, cảm vặt, ăn ngủ không yên, phát triển chậm. Đối với người lớn, việc ra nhiều mồ hôi sẽ ảnh hưởng lớn đến sự tự tin, quan hệ trong xã hội cũng như hiệu quả công việc. Bài viết ngày hôm nay mình sẽ cung cấp cho bạn nhiều thông tin về sản phẩm thuốc trị mồ hôi trộm Đức Thịnh. Cụ thể bạn sẽ biết được thông tin quan trọng như thuốc trị mồ hôi trộm Đức Thịnh bán ở đâu có tốt không? Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé! Thuốc trị mồ hôi trộm Đức Thịnh bán ở đâu có tốt không? Thuốc trị mồ hôi trộm Đức Thịnh đã được Bộ Y tế cấp phép sản xuất và lưu hành toàn quốc. Thuốc được điều chế dưới dạng nước thảo dược, rất dễ uống. Thuốc phù hợp với mọi lứa tuổi, chữa trị rất hiệu quả bệnh ra nhiều mồ hôi ở đầu, tay và chân đối với người lớn và trẻ em. Ngoài ra, đây còn là loại thuốc bổ, trẻ em và người lớn dùng thường xuyên sẽ ngủ ngon, ăn tốt, ít bị ho và cảm vặt. Sản phẩm được giải thưởng người tiêu dùng bình chọn năm 2003. Công dụng chính của thuốc điều trị bệnh da nhiều mồ hôi ở người lớn và trẻ em, điều trị dứt điểm bệnh da nhiều mồ hôi ở đầu, tay, chân, thân mình, giúp trẻ em không ra mồ hôi trộm, ít bị ho, cảm vặt, ăn ngủ tốt, chống chỉ định, phụ nữ có thai, người mắc bệnh tiểu đường. Đối với dạng siro, ưu điểm vượt bậc của sản phẩm là thuốc không phải thực phẩm chức năng như nhiều sản phẩm khác, được nhiều người dùng tin tưởng và được cấp chứng nhận của Bộ Y tế. Thành phần được chiết xuất từ 100% tự nhiên, chữa bệnh nguyên lý chữa bệnh từ gốc. Thuốc trị mồ hôi trộm Đức Thịnh bán ở đâu? Hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm làm giả kém chất lượng, không đạt được hiệu quả thực sự như hàng chính hãng. Để có thể mua được sản phẩm trị mồ hôi trộm Đức Thịnh, tránh những sản phẩm giả mạo trôi nổi trên thị trường, mình khuyên các bạn hãy đặt mua qua website chính thức của trị mồ hôi trộm Đức Thịnh để có thể yên tâm nhất về chất lượng sản phẩm cũng như giá cả đã được niêm yết. Hướng dẫn mua trị mồ hôi trộm Đức Thịnh trực tiếp từ nhà sản xuất. Bước 1. Anh chị nhấp vào liên kết phía dưới mô tả của video này để đến website chính thức của nhà sản xuất. Bước 2. Bạn để lại thông tin liên lạc gồm tên và số điện thoại. Sau đó nhấn đặt hàng. Bước 3. Sau đó ít phút chuyên viên tư vấn của trị mồ hôi trộm Đức Thịnh sẽ liên hệ lại và tư vấn mọi thắc mắc của bạn để bạn có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng. Bước 4. Sau khi đồng ý, vài ngày sau sẽ có nhân viên vận chuyển tận nhà miễn phí. Lưu ý. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm làm giả kém chất lượng, không đạt được hiệu quả thực sự như hàng chính hãng. Để có thể mua được sản phẩm trị mồ hôi trộm Đức Thịnh chính hãng, tránh những sản phẩm giả mạo trôi nổi trên thị trường, mình khuyên các bạn hãy đặt mua qua website chính thức của trị mồ hôi trộm Đức Thịnh để có thể yên tâm nhất về chất lượng sản phẩm cũng như giá cả đã được niêm yết. Hãy ủng hộ tác giả bằng cách like, share, comment và subscribe kênh để cập nhật những video mới nhất.